Cô thân chào các em học sinh thương mến. Các cây hạt kính rất khác nhau về cơ quan sinh dưỡng lẫn cơ quan sinh sản. Để phân biệt các cây hạt kính với nhau, các nhà khoa học đã chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn, đó là lớp, họ, vân vân. Thực vật hạt kính gồm hai lớp, lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm. Mỗi lớp có những nét đặc trưng riêng. Vậy những cái nét đặc trưng riêng đó là gì? Cô trò mình hôm nay tiếp tục tìm hiểu bài 42. Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm. Các cây hạt kính có thể có kiểu rễ cọc, rễ chùm, gương lá, hình mạc, song song, hình cung. Số lá mầm của phôi ở trong hạt. Các loại thân. Thân đứng. Thì trong nhóm thân đứng có thân gỗ, thân cột, thân cỏ. Nhóm thân leo có leo bằng thân quấn, leo bằng tua, cuốn và thân bò. Các em mở sách giáo khoa ra, trang 137, hình 42.1. Chúng ta sẽ có cây dừa cạn đại diện cho cây hai lá mầm, cây rễ quạt đại diện cho cây một lá mầm. Các em làm nhanh cho cô cái bài tập ở bảng biểu xanh trang 137. Lưu ý, bảng biểu xanh này người ta chỉ cho mình ba cái đặc điểm. Kiểu rễ nè, kiểu gương lá, số cánh hoa. Thì bây giờ các em thêm cho cô cái đặc điểm thứ tư là dạng thân. Và đặc điểm thứ năm là số lá mầm của phôi ở trong hạt. Các em cứ nhìn hình rồi các em làm cho cô. Làm nhanh cái dừa rễ cọc thì các em ghi dùm cô chữ cọc. Gương lá thì các em ghi hình mạng. Số cánh hoa thì mình đếm bao nhiêu thì mình ghi số. Yeah. Rồi để xem mình đúng được bao nhiêu phần trăm trong bài này. Cô sẽ chiếu đáp án ha. Có bạn nào đúng hết 100% không? Nếu như các bạn nào đúng hết 100% là các bạn đã có quan sát rất là tốt. Như vậy, cây hai lá mầm có dạng kiểu cọc, gương lá hình mạng, số cánh hoa là 5, thân cỏ và số lá mầm của phôi ở trong hạt là 2. Cây một lá mầm, rễ chùm, gương lá song song, hoa có 6 cánh, có dạng thân cỏ và số lá mầm của phôi ở trong hạt chính là 1 lá mầm. Các em quan sát hình sau đây là cách nảy mầm của cây hai lá, một lá mầm và cây hai lá mầm. Thì cây hai lá mầm, các bạn thấy nè, khi nó nảy mầm, chúng ta xem có mấy lá mầm xuất hiện đầu tiên. À, chúng ta xem đó là hai lá mầm xuất hiện đầu tiên. Các bạn nhớ hình ảnh cây đậu xanh mình trồng ở bài 14 không nào? Và là cây lúa hay là cây bắp khi nó nảy mầm thì lá mầm đầu tiên xuất hiện chỉ là mấy? Một lá mầm. Các bạn thấy đây là những cái hình ảnh cây hoa đào và cây hoa đinh hương. Thì nó là cây mấy lá mầm? Đó chính là cây hai lá mầm. Nhưng các bạn thêm cho cô số cánh hoa của cây hoa đinh hương là mấy? 4. Số của cây đào là mấy? 5. Như vậy cây hai lá mầm ngoài có dạng hoa 5 cánh hoặc thì còn có dạng là 4 cánh. Còn đây là cây rau mát. Thì cây rau mát này, các bạn đếm cho cô xem hoa của nó có mấy cánh. À, nó có 3 cánh và nó thuộc cây một lá mầm. Như vậy cây hai một lá mầm ngoài hoa 6 cánh thì còn có thể là có 3 cánh. Cây bàn, cây đậu là nhóm cây hai lá mầm. Và nó có dạng thân gì các bạn? Thân gỗ, thân leo. Cây dừa, cây cau. Nó là cây mấy lá mầm? Nó là cây một lá mầm. Như vậy ngoài dạng thân cỏ ra thì cây một lá mầm còn có dạng thân cột. Rồi, đây là cái phần chúng ta cần phải ghi vào trong tập. Các em có thể kẻ cái đặc điểm này lớn ngoài lề đó để chúng ta đủ. Và các em nhớ là mình ghi bài thì cái phần này các bạn nhớ ghi cho tương xứng nha. Chứ đừng có ở bên đây nó lòi, nó lỡm thì khi mình làm phân biệt thì rất là sai. Thì trong năm cái đặc điểm trên
thì đặc điểm nào là quan trọng nhất để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm? Trong năm đặc điểm trên, đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cây một hai lá mầm và cây hai lá mầm chính là số lá mầm của phôi. Vì số lá mầm của phôi nó nằm ở bên trong, khó quan sát, cho nên người ta dựa vào hình dạng bên ngoài của cây để nhận biết cây một lá mầm và cây hai lá mầm. Không phải lúc nào cũng dựa vào hình dạng bên ngoài chúng ta cũng đoán chính xác đâu. Các em nhìn cho cô, đây là cây mã đề nè. Cây mã đề này là cây hai lá mầm. Nhưng xem cho cô gân lá của nó có dạng hình gì. À, gân lá của nó hình cung. Như vậy cây hai lá mầm thì ngoài trường hợp ngoại lệ là cây mã đề còn có dạng gân lá hình cung. Rồi, đây là ngoài gì các bạn? Ngoài hướng dương, số cánh hoa thì sao các bạn? Có phải mỗi một bông hoa là một cánh hoa không? Chúng ta đã học qua ở bài 28. Mỗi một cánh hoa chính là một bông hoa. Chúng ta sang nghe bài tập. Để xem là mình nhớ được bài học này được bao nhiêu, các em hãy làm nhanh cho cô cái bài tập này. Kem điền từ thích hợp vào chỗ trống. Có bạn nào đúng hết 100% không? Nếu kem đúng hết 100% là các bạn đã thuộc bài. Bài học hôm nay của cô trò mình đã kết thúc rồi. Cô thân chào các em, chúc các em học tốt. Và các em nhớ về nhà chuẩn bị cho cô tiếp bài 43, khái niệm sơ lược về phân loại thực vật nhé. Thân chào các em.